Hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán ngay chợ. Ở đây thuộc mặt tiền đường của phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức mới. Căn nhà em muốn giới thiệu cho khách hàng hôm nay là một căn nhà mặt tiền đường có diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài 14m rưỡi, tổng diện tích là 59m2. Căn nhà này thuộc một trệt một lầu, góc hai mặt tiền, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Ở đây là mặt tiền đường kinh doanh nhé. Ở đây đang có 4-5 căn mặt tiền đang gửi bên đơn vị mình bán, giá dao động từ 3,8 tỷ cho đến 14 tỷ. Ở đây có 4-5 căn nha, trục đường này kinh doanh buôn bán. Căn em giới thiệu cho khách hàng hôm nay là một căn giá mềm nhất ở đây, giá chỉ có 3 tỷ 800 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa. Đây là mặt tiền căn nhà này, em sẽ đứng từ xa để review cho khách hàng cùng xem. Đây là hai mặt tiền của mặt tiền đường kinh doanh này nha. Ở đây có mặt tiền bán cà phê đang gửi bán và mặt tiền bán quán cơm cháo cũng đang gửi bên mình bán luôn. Mặt tiền này đang bán quán, diện tích ngang 4, dài 14m rưỡi, tổng là 60m2. Nhà đang cho thuê, mình cũng không vào tiện vào trong quay căn nhà. Nếu khách hàng nào đi xem thì alo cho mình sẽ dẫn đi xem nhé. Ở đây đang có 4-5 căn của một chủ đang gửi mình bán. Khách hàng nào có nhu cầu mua mình sẽ dẫn trực tiếp từng căn. Ở đây có một căn vị trí cũng rất là đẹp, ngang 7m6, chiều dài là 20m, tổng diện tích là 148m2. Chủ nhà đang kêu với giá 11,8 tỷ, còn căn em đang giới thiệu đây là chỉ có 3 tỷ 800 triệu đồng thôi. Đây là căn hai mặt tiền nha, 3 tỷ 800 triệu đồng, nhà đang cho thuê. Từ nhà này ra cầu vượt Linh Xuân chỉ khoảng đi khoảng 3 phút đồng hồ thôi, gần trung tâm y tế của phường Linh Xuân, Thủ Đức. Từ đây ra quốc lộ 1K và đường Phạm Văn Đồng chỉ khoảng 2 phút thôi, mình có thể đi bộ được nhé. Ở đây là đi thẳng sang bên con đường quốc lộ 1A này, còn đường này là đi thẳng đường quốc lộ 1K này. Đây. Xe lưu thông rất là nhiều, mình cũng không tiện, bây giờ mình qua đường nhé, qua đường cho khách hàng mình cùng xem. Ở đây đang có 4-5 căn gửi bên mình bán nhé, khách hàng nào mua tầm tiền nào thì em sẽ dẫn vào xem. Xe đông sang đường rất khó nhé. Đây. Mặt tiền đường bán quán ăn. Ở đây có quán cà phê này cũng đang gửi mình bán này, và quán cháo cũng đang gửi mình bán nhé. Giá dao động từ 3,8 tỷ là một căn hai mặt tiền thấp nhất. Ở trong mấy căn diện tích lớn hơn là từ 11 tỷ và 7 tỷ rưỡi. Đường sung. Quý hàng có nhu cầu đi xem, vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở cổng gần trung tâm y tế phường Linh Xuân hoặc cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đây. Đây này. Đây có bán cà phê này, nước ngọt này, đầy đủ hết nhá. Căn em giới thiệu là căn góc hai mặt tiền này đang được giao với giá là 3,8 tỷ, diện tích là gần 60m2. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video, mình xin được kết thúc video tại đây.